Hello, trại bò giống Tiền Giang trân trọng chào cô chú anh chị nha. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 cô chú anh chị. Em có lô bò mới giới thiệu cho cô chú anh chị nha. Bò em đây hôm nay cũng đông lắm nha cô chú anh chị. Đó, rồi có bò được lỡ nha cô chú anh chị. Rồi hôm nay giờ em giới thiệu trước cái lô bò 7 tháng, 6 7 tháng đây ha trước ha, rồi em giới thiệu mấy con được lỡ sau ha. Rồi em có mấy con bò kiểu dạng ít tiền nữa, cô chú anh chị nào muốn bò mà ốm ốm ít tiền thì để em quay hết mấy con này, em sẽ quay báo cho cô chú anh chị mấy con đó ha. Đó, giờ ở đây là em có ba con 3B với ba con kem ha, ba con 3B, ba con kem. Đó, quay hai trước hai con này ha. Đó, hai con này mập mạp hết cô chú anh chị. Trại bò giống Tiền Giang nha. Đó, cô chú anh chị nào có cần muốn tới trại xem trực tiếp thì cứ liên hệ với số điện thoại nha. Số điện thoại em để trên màn hình. Đó. Bò đẹp ghê ha. Nhìn dài thôi khỏi nói luôn, mập lốt ha. Con này thì mập mập lúc luôn, nhưng mà con này thì nó lông nó hơi cứng cứng, nó cũng còn rụng lông nha cô chú anh chị, nhưng mà nó không có sát lông bằng con này thôi. Con này thì khỏi bàn rồi, mập lùa ha. Nó thì cặp này là 29 triệu nha cô chú anh chị, 14 triệu 500 con nha. Đó, 14 triệu 500 con nè. Xương sóc ngon lành, bò lớn bò ha. Rồi bên đây con 3B này nó lớn tháng này cô chú anh chị, con này nó cũng 8 tháng bò rồi, lớn bò lắm. Thì nói chung là bò lớn thì nó lớn tiện chút xíu ha, còn bò nhỏ thì nó ít tiền. Nói chung là nhỏ thì nó theo nhỏ, lớn thì nó lớn, rồi lưng dài thôi khỏi nói luôn nè. Bò đẹp ha, lưng dài thôi khỏi bàn, lớn bò thì sợ luôn. Bò lỡ nha cô chú, nó cũng 8 tháng bò rồi, nó cũng lỡ lỡ tháng rồi. Đây con siêu xám, siêu xám mập lù luôn ha, đít thôi khỏi nói luôn, siêu xám hết nói nổi, quá đỉnh, quá quyết. Lưng lưng thì thôi khỏi luôn, khỏi bàn tới luôn ha. Siêu xám này quá dài dọc đòn mà nó mập nữa. Rồi cặp này để cho cô chú anh chị 31 triệu ha, 15 triệu 500 một con nha cô chú anh chị, 15 triệu 500 một con, 31 triệu cặp này. Rồi kế bên đây em có con phấp kem nữa nha, hai con phấp kem lận. Con này con đầu tiên đi, con phấp kem lưng này mập lốt luôn ha, ít khu chà bá luôn, mập xương sóc to. Con này mập xương sóc to nha, lưng dài thôi, đầu cổ nè, lưng cái dạng lưng hết nói ha, mập lù luôn. Rồi em này 15 triệu nha cô chú anh chị, 15 triệu em này nha. Đó, ít khu mập lù luôn, đứng xích ra coi. Ish, ish. Đó, thấy không? Một lúc luôn. Rồi, em kế bên luôn. Em bên kế bên cũng kem Pháp luôn ha, trắng luôn ha. Đầu trụi đây. Hấp kem trắng. Hấp kem trắng. Lưng dài. Thở hàng hết tối ha. Rồi, em này giá nó chỉ có 13 triệu thôi nha cô chú anh chị, 13 triệu em này ha. Rồi cô chú anh chị nào cần alo em nha. Rồi bắt đầu em ở đây em có bốn con được lỡ ha, bên kia hai con, bên đây hai con. Rồi, quay hai con này trước ha, hai con này ha. Rồi con đầu tiên này là giá nó 17 triệu nha cô chú anh chị, 17 triệu con kem lỡ này nó cũng 10 tháng à, 10 tháng 11 tháng, 17 triệu ha. Rồi cái em kem trắng này luôn, thùng dạo lớn luôn, cao luôn,
Mấy con này là ở trên mét 2 bò hết nha cô chú anh chị. Bò lỡ mà. Em này thì giá nó chỉ có 16 triệu thôi ha, 16 triệu. Còn dưới đây thì em có con này với con 3B. Nó giá chỉ có 12 triệu rưỡi nha. Đó, con kem nè. Con kem đứt và chà bá luôn ha. Với con 3B này thì đứt nó hơi móp móp chút xíu nhưng mà cũng lớn bò. Đó, giá thì nó chỉ có 12 triệu rưỡi, cặp này chỉ có 25 triệu cặp này ha, 12 triệu rưỡi con cô chú anh chị. Rồi để em quay cái cặp đực lỡ này cho cô chú anh chị xem luôn. Kem trắng ha. Kem trắng. Rồi thì clip em làm bắt đầu 5 giờ. 5 giờ là em đăng clip ha, trại bò giống Tiền Giang. Đó, trại bò giống Tiền Giang bắt đầu 5 giờ là em bắt đầu đăng clip cho cô chú chị xem ha. Trại bò giống Tiền Giang. Phú Kiết chợ gạo Tiền Giang ha, Phú Kiết chợ gạo Tiền Giang. Rồi. Cặp này là giá nó chỉ có 35 triệu ha. Là giá nó chỉ có 17 triệu 500 một con nha cô chú anh chị. Đó, 35 triệu cặp này. Bò dài sọc luôn. Rồi thì video của em tới đây xin tạm dừng nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị clip sau nha. Rồi cô chú anh chị nào nếu thấy bò của em ưng được bò nào thì cứ alo em ha, cũng muốn tới trại xem cứ liên hệ, em sẽ hướng dẫn đường cho cô chú anh chị tới trại xem nha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị.